Hello cả nhà, buổi sáng nay bên em Long Phát Audio nhận được cuộc gọi từ chị Yên Linh. Chị bảo cháu cho chị dàn loa Z 10 ngày chúng bạn đang cấp giao về Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cho chị. Thế là bên em Long Phát Audio test và đóng gói cẩn thận, cấp tốc lên đường để bàn giao. Ok, bắt đầu xuất phát lên đường thôi nào. Xa hơn nửa tiếng đồng hồ thì hiện tại bên em Long Phát Audio đã về đến địa phận Củ Chi. Lên đường đến nhà chị thì bên em Long Phát Audio có gặp một sư đoàn đang tổ chức diễn tập cho bộ đầu. Mấy chú bộ đầu đã hành quân diễn tập thì em lại nhớ đến cảnh lúc trước mình cũng đây bộ đầu hành quân diễn tập. Ba lô mang trên vai thì lúc nào cũng 22 kg, chưa nói đến vũ khí trang bị cá nhân. Lúc nào cũng 10 cây số đi bộ giữa rừng rất chi là mệt mỏi nha mọi người. Đây bộ đầu tê vất vả nhưng rèn cho ta được tính kỷ luật tốt và có trách nhiệm hơn. Giang thường có một câu nói vui như thế này: như giấc ngủ trưa thức giấc vẫn còn 2 năm. Chúc cho các chú bộ đội thật nhiều sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để về với gia đình. Cuối cùng thì Manel Long Phát Audio cũng đã về đến nhà chị Yến Linh. Hiện tại Manel Long Phát Audio đang vận chuyển dàn loa vào bên trong, sau đó tháo dàn loa, lắp đặt, căng chỉnh rồi test lại chất âm của loa cũng như là của hai mic. Mời cả nhà mình cùng đeo tai nghe vào để cảm nhận chất âm dàn loa Z10 ngày ấy phiên bản nâng cấp tại nhà chị Yến Linh ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Xong chất âm của loa cũng như là của hai mấy hiện tại bên em Long Phát Audio đang hướng dẫn cho chị Yến Linh cách sử dụng dàn loa Z10 ngày ấy phiên bản nâng cấp đơn giản và hiệu quả nhất ạ. Mà công ty Long Phát Audio cũng cảm ơn chị Yến Linh và quý khách hàng trên toàn quốc luôn quan tâm yêu mến và đồng hành cùng Long Phát Audio suốt thời gian qua. Bye bye.